Cô hầu Sarika vô tình nghe được âm mưu của chú Pitak độc ác. Nhưng vì cô quá bất ngờ, nên cô đã va vào chiếc ghế sofa phía sau và phát ra tiếng động. Hai người vội mở cửa để xem ai bên ngoài, nhưng Sarika đang lo lắng nấp sau chiếc ghế sofa. Chỉ cần người đàn ông tiến lên vài bước ông sẽ thấy cô. Nhưng ông ta im lặng sau vào câu hét, để chắc chắn không ai nghe thấy. Ông ta đóng cửa lại. Cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô nghĩ rằng đó chính là linh hồn cha đang bảo vệ mình. Sarika chính thức tiếp quản một phần quyền tài sản của gia đình Sarayu Pichai. Cô đến ngân hàng để gửi tiền. Cô muốn nhân cơ hội gặp ông luật sư và tiết lộ danh tính của mình. Nhưng ông luật sư không có ở đây. Sarika hơi thất vọng. Thật bất ngờ cô thấy một bóng dáng quen thuộc trước cửa. Tên côn đồ bắt cóc cô cũng ở đây. Sarika lo lắng anh ta sẽ làm hại cô, nên đã theo chân anh ta để tìm hiểu. Nhưng không ngờ lại theo chân anh ta đến một ngõ vắng. Cô nhìn xung quanh để tìm hắn ta. Hắn đột nhiên xuất hiện. Hóa ra hắn đã theo dõi cô, cố tình dẫn cô đến nơi không có ai. Đây là lý do tại sao Sarika sợ hãi, quay người chạy thoát nhưng bị hắn ngăn lại. Cô dùng hết sức để đẩy anh ta ra. Hắn muốn tiếp tục đuổi theo, nhưng đã bị chặn lại bởi một người đàn ông. Hắn ta bị đánh. Hóa ra Groot đã bí mật bảo vệ Sarika. Đêm, Sarika trằn trọc trở mình và khó ngủ. Cô thức dậy đọc một cuốn sách để giết thời gian. Chỉ trong nháy mắt cô đã thấy Han nhảy qua tường. Sarika mạnh dạn theo dõi, thấy anh ta hẹn hò với em chú Pitak. Sự thân thiết của hai người khiến Sarika sợ hãi. Cô vô tình phát ra âm thanh, một lần nữa thu hút sự theo đuổi của tên Han. May mắn thay, bà cô đã ngăn anh ta lại vì sợ rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Điều này đã cho Sarika một cơ hội để trốn thoát. Nhưng cô mới chạy ra cửa đã gặp Pitak. Vẻ mặt hoảng hốt của cô đã thu hút sự chú ý của Pitak. Ông ta cảnh báo Sarika, ở đây không được tùy tiện như ở nông thôn, đừng chạy lung tung nữa. Sarika giả vờ tuân theo mệnh lệnh của ông ta, nhưng có những bí hiểm trong lời nói. Cô nói rằng cô ghen tị với Tevarat khi có một người chú chăm sóc, giống như cha ruột. Pitak ngạc nhiên nhìn Sarika. Sarika không cho ông ta cơ hội phản bác, đề nghị nói lời tạm biệt với ông. Tên Han đuổi theo và gặp Pitak, đã bị ông ta cảnh cáo đừng xuất hiện ở đây, nếu không ông ta sẽ bị nghi ngờ. Han yêu cầu ông ta thông cảm cho tình yêu giữa hắn với bà cô Rasami. Nhanh lên và hoàn thành chúng. Nhưng Pitak để kiểm soát Han tốt hơn, cố tình trì hoãn, và số tiền đã hứa với anh ta cũng sẽ được chiết khấu. Bởi vì Tevarat đã yêu cầu Sarika đi theo anh, cùng nhau quản lý sổ sách của gia đình Sarayu Pichai. Pitak phải cẩn thận hơn nếu Sarika phát hiện ông đang dùng tài khoản ma. Han cảnh báo Pitak, Tevarat càng lớn càng khó bảo, nếu không tiêu diệt anh ta có thể tài sản sẽ vượt khỏi tầm tay. Pitak tuyên bố khi nào Tevarat hết tác dụng, ông sẽ không giữ lại anh ta. Bản chất tàn độc của Pitak thậm chí còn tệ hơn một con thú. Dì Pikun cảm thấy bà có một mối quan hệ đặc biệt với Sarika, sẵn sàng chính thức nhận cô ấy là con gái nuôi và tặng cô một chiếc dây chuyền làm quà. Mẹ đã chết khi sinh Sarika, cô chỉ nhìn thấy mẹ mình trong bức ảnh. Bây giờ sợi dây chuyền của mẹ đã thực sự trở về tay cô. Sarika quỳ gối và cúi đầu biết ơn dì của mình. Mặc dù dì không biết cô ấy là cháu gái ruột của mình, nhưng lại đối xử với cô như con gái ruột của bà. Bà ấy sẽ là người mẹ của Sarika chính thức từ bây giờ. Tevarat gọi điện trước khi đi ngủ. Lâu rồi không gặp, cả hai vẫn không kìm được mà cãi nhau. Sarika hỏi anh ấy sao lại gọi điện muộn như vậy. Tại vì nhớ. Sarika đang giúp Tevarat về sổ sách. Bà Rasami cố tình đổ một tách cà phê đầy lên sổ cái. Giấy gọn gàng ngay lập tức trở thành phế liệu. Bà ta vô cùng vui sướng, khuôn mặt đầy vẻ mãn nguyện. Sarika giận dữ siết chặt búi tóc, vô cùng uất hận nhưng không thể làm gì. Đó chỉ là cái cớ để bà ta đuổi cô ra ngoài. Để tìm ra kẻ đã giết cha, cô đã chọn cách kiên nhẫn. Không ngờ lần này lại bị bà Rasami làm khổ. Cô đã phải tự giải quyết cho mình. Sarika xem xét các tài liệu đã bị phá hủy và tự hỏi phải làm gì. Pitak đang ở trong nhà xem kiệt tác của chị mình mà hả hê. Nếu Sarika không thể sửa chỗ tài liệu đó, ông ta có thể trừng phạt cô. Pitak ngồi chờ xem vở kịch. Sarika cẩn thận quan sát từng cuốn sổ đã ướt đẫm nước. Khi cô không thể làm bất cứ điều gì, cô nghĩ đến ai đó. Cô ấy gọi Tevarat để nhờ giúp đỡ. Thật bất ngờ Tevarat trêu đùa cô, thậm chí còn khiến Tevarat bật cười. Tuy nhiên, mặc dù Tevarat có cái mỏ ác ý, nhưng vẫn nói với cô ấy phương pháp khắc phục. Sarika lặng lẽ đến phòng làm việc của Pitak với cái sổ. Cô ấy đóng cửa lại, làm theo lời nhắc của Tevarat để lục lại cái sổ dự phòng. Không ngờ ngăn kéo quá chặt, Sarika làm rơi vòng cổ của cô ấy. Tuy nhiên, khi cô ngồi xổm xuống nhặt sợi dây chuyền, nhưng cô đã tìm thấy một thứ quan trọng, có một chiếc chìa khóa được giấu dưới tấm thảm. Sarika đã dùng nó để mở ngăn kéo bí mật của Pitak. Cô xem qua nó để xem có thông tin quan trọng nào không. Lúc này Pitak phát hiện ra rằng Sarika đã biến mất. Với giác quan thứ 6, ông ta cảm thấy rằng phải đi tìm Sarika. Ông ta bước nhanh đến phòng làm việc. Sarika chuẩn bị mở hộp gỗ bí ẩn, nhưng nghe thấy giọng của người hầu chào Pitak. Cô đặt mọi thứ trở lại vị trí nhanh chóng, nhưng Pitak đã đến trước cửa. Bị
Pitak lao vào, thấy Sarika đang ngồi trên ghế. Mặc dù ông ta rất tức giận vì Sarika đã đột nhập vào phòng làm việc, nhưng vì không bắt được tận tay nên ông không thể vu oan cho cô được. Tuy nhiên sau này, Pitak đã nghi ngờ Sarika. Ông ta xem bằng chứng buộc tội của mình. Lúc trời tối, Pitak đốt tất cả bí mật trong ngăn kéo. Nhưng Sarika không vội vàng khi chứng kiến bằng chứng bị tiêu hủy. Vào lúc này cô nhận được một cuộc gọi từ Tevarat. Tevarat lắng nghe Sarika nói, kể với anh về việc cô suýt bị bắt. Anh không thể không cười nhạo cô. Chỉ là Pitak đã đốt manh mối duy nhất của họ. Tevarat thấy tiếc vì anh ấy không mang theo. Ai biết Sarika đã nói với anh một cách tự tin rằng cô đã tận dụng từ hồ sơ bí mật của Pitak, xé một phần và mang nó đi. Phải nói rằng IQ của Sarika thật sự rất cao. Tevarat khen ngợi Sarika, nhưng vẫn nhắc nhở cô ấy phải tự bảo vệ mình. Xét cho cùng, Pitak là một con cáo giả độc ác. Anh cúp máy, hai người họ bất giác nở nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt. Nhưng họ không biết, trong phòng khác, Pitak cũng gọi điện cho ai đó. Thiếu gia và đứa con của người hầu đang tranh giành một con chim. Sự kiêu ngạo của thiếu gia đã tạo nên bất mãn của cậu nhỏ. Cả hai đã đánh nhau. May mắn thay, cha của đứa trẻ đã đến để tách hai người ra. Tuy nhiên, thiếu gia không chịu dừng lại ở đó. Nhìn thiếu gia rời đi, cha của đứa trẻ không thể chịu được. Anh sẽ thay người chủ dạy dỗ thiếu gia, cho thiếu gia một bài học. Anh hùng hổ cầm gậy đi tìm thiếu gia. Không ngờ cảnh tiếp theo lại khiến anh cảm thấy đau xót. Anh thấy cậu chủ đang cầm một chiếc lưỡi lam cứa vào ngực. Ban đầu có hai vết thương cũ, giờ thêm một vết thương mới. Tay cầm cây mây của người đàn ông bỗng chốc khựng lại. Hóa ra là thiếu gia đã dùng cách này để bù đắp cho những người đã bị tổn thương bởi chính cậu. Vì từ khi bố cậu mất, chú Pitak trở thành người giám hộ của Tevarat. Ông ta đã giáo dục Tevarat đừng bao giờ xin lỗi vì chuyện gì cũng có thể giải quyết được bằng tiền. Nếu không, danh dự của gia đình Sarayu Pichai sẽ bị ô nhục. Tuy nhiên, Tevarat vẫn nghe theo. Vì bây giờ anh chỉ có Pitak để dựa vào. Anh dường như đối xử với người khác theo cách thô lỗ của Pitak. Mặc dù anh không đồng ý với chú của mình, nhưng anh đã làm điều gì đó sai trái, tự trừng phạt mình bằng cách làm hại bản thân. Sarika lắng nghe tuổi thơ đầy bi kịch của Tevarat. Cô cũng đau khổ, hóa ra là người anh trai tốt bụng và hào phóng của cô vẫn luôn ở đó. Mặc dù cô chưa thể tiết lộ danh tính của mình để anh ấy nhận ra, nhưng cô đã bí mật quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa Tevarat ra khỏi vòng kìm kẹp của Pitak. Cuộc gọi của Tevarat bị nghe lén bởi Pitak. Ông ta đang thả mồi và đợi cô cắn câu. Sáng nay, Sarika nghe tin Pitak sắp đi công tác và nghĩ rằng cơ hội đã đến. Cô đã nhờ chú Put đưa cô đến gặp ông luật sư. Không ngờ họ bị một nhóm côn đồ truy đuổi trên đường. May mắn thay, chú Put đã đánh được bọn cướp và trốn thoát. Họ đưa manh mối cho ông luật sư. Tuy nhiên, ngay khi Sarika muốn nói chuyện với luật sư, ông đang xác định danh tính của cô, những tên côn đồ lại xuất hiện. Ông luật sư yêu cầu Sarika bảo vệ bằng chứng và bỏ trốn, ở lại với Put để chiến đấu với bọn côn đồ. Ai biết rằng một tên đã chặn Sarika. Khi anh ta tháo mặt nạ và lộ diện, Sarika nhận ra rằng mình đã rơi vào bẫy của Pitak. Ngay khi Han chuẩn bị mở túi tài liệu, Ruth người đã bí mật bảo vệ Sarika xuất hiện. Sarika cuối cùng đã trốn thoát. Cô vội vàng quay lại nhà luật sư và giao bằng chứng cho ông để bảo quản. Nhưng họ không ngờ, một âm mưu lớn hơn đang chờ họ đêm nay. Vào buổi tối, ông luật sư uống một tách trà, bất ngờ ngã xuống đất. Ông kêu cứu, cô bảo mẫu không có ý định giúp đỡ. Sau đó Pitak xuất hiện trong phòng của ông. Ngày hôm sau Pamay lại đến nhà luật sư, nhưng cô được bảo mẫu cho biết ông bị đột quỵ. Đột nhiên, Sarika cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không thể biết lý do vì sao. Nhưng họ chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Pitak đã lấy đi bằng chứng của Sarika, cũng tìm thấy di chúc mà cha của Champu đã trao cho ông luật để bảo vệ. Nhìn những tài liệu trong tay, Pitak thở phào nhẹ nhõm.